Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn lưu cái file lại. Thế rồi mình sẽ gửi cho khách hàng hoặc là các bạn gửi cho nhà in. Thì sau khi làm xong thì nó sẽ như này. Cái file này thì là một cái file danh thiếp này. Mình sẽ lấy làm demo cho các bạn xem này. Đó, sau khi làm xong thì các bạn sẽ được một cái file nó như này. Đó, đây là mặt sau này, đây là mặt trước này. Đó, rồi đầu tiên thì các bạn sẽ vào file và lưu nó lại này. Đó, rồi các bạn đặt tên cho nó nha. Rồi các bạn nhấn lưu nó lại này. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ chọn vào cái group mặt sau này này. Đó, các bạn ấn phím Ctrl Shift E. Ctrl Shift Alt E này. Đó, rồi các bạn đặt tên cho nó này. Đó, ta nhấn Enter. Rồi các bạn tắt hai cái con mắt này đi. Các bạn bật cái con mắt này lên. Và các bạn cũng sẽ nhấn phím Ctrl Shift Alt E. À, các bạn nhớ chọn cái group này nha. Ctrl Shift Alt E. Đó. Các bạn đặt tên cho nó này, mặt trước này. Rồi. Các bạn lưu nó lại. Đó. Rồi sau khi các bạn làm như này thì các bạn sẽ xuất ra cái file hình. Các bạn sẽ vào file này. Các bạn vào save as này. Rồi đây thì các bạn sẽ vào cái thằng, các bạn click chọn cái thằng JPG nha. Đó, các bạn đặt tên cho nó này. Ở đây là đó, các bạn đặt tên cho nó là mặt trước này. Rồi chúng ta nhấn lưu lại. Rồi đây thì nó hiện lên cái bảng như thế này. Thì có một số bạn thì nó cái thanh này này. Đó, nó nằm ở đây. Thì các bạn cứ kéo nó lên trên maximum luôn nha. Đó, các bạn nhấn OK này. Rồi tiếp theo các bạn tắt hai cái này đi, các bạn bật cái này lên. Rồi các bạn cũng sẽ vào file. Các bạn vào save as này. Rồi đây thì các bạn cũng sẽ cho nó là JPG. Và đây thì mình sẽ đặt cho nó là mặt sau nha. Đó, các bạn nhấn lưu nó lại. Rồi, nhấn OK. Rồi thì trong cái file của mình thì nó có hai cái hình như này. Đó. Rồi tiếp theo thì các bạn xuất tiếp ra một cái file PDF nữa. À, các bạn sẽ vào file này. À, các bạn vào save as này. Ở đây thì các bạn sẽ vào cái thằng các bạn vào cái thằng đây này, PDF này. À, các bạn nhấn lưu lại. Này, các bạn đặt tên cho nó này, mặt sau này. Các bạn nhấn lưu lại này. Các bạn tắt cái này đi, chúng ta lưu lại. Rồi tiếp theo thì các bạn tắt cái con mắt này đi, các bạn bật cái này lên. Rồi chúng ta cũng sẽ vào làm như thế này. Rồi PDF này, ở đây thì mình sẽ ghi là mặt trước nha. Rồi các bạn lưu lại. Rồi qua cây này thì mình sẽ có những cái file như này này, đây là file hình này. Đó. Rồi đây là cái file PDF này. Các bạn phóng to nó lên. Đó. Rồi tiếp theo thì ở đây thì cái file PDF thì mình xuất ra nó hai cái file khác nhau. Đó, đây là mặt trước này. À, đây là mặt sau này. Đó, thì trong cái phiên bản CC thì nó có một cái cách để chúng ta xuất ra hai cái file, xuất ra cái file PDF này này, mặt trước mặt sau này. Nó sẽ vào một cái file. Thì các bạn sẽ vào như thế này này. Đó, mu tool như thế này này, các bạn click vào đây này. Thì các bạn chọn cái thằng artboard này này. Đó, các bạn click vào nó này.
Rồi tạm thời thì các bạn xóa hai cái này đi, nhấn delete đi. Đó. Rồi các bạn bật cái này lên. Các bạn bật hai cái này lên này. Đó. Các bạn click vào đây này, các bạn chọn thằng Adblock này. Rồi các bạn bôi một vùng như này này, vừa đúng với cái kích thước mà mình làm nha. Đó, các bạn bôi một vùng như này. Rồi các bạn click vào đây này. Đó. Rồi ở đây thì mình sẽ kéo cái thằng mặt sau nó lên bên trên này này. Đó, thì nó sẽ dài như thế này. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ vào file này. Các bạn vào export này. Rồi ở đây thì các bạn click vào đây này. Upload này này. Đó. Rồi ở đây thì các bạn chọn cái nơi lưu này. Rồi ở đây thì các bạn đặt tên cho nó này. À, rồi ở đây thì cái này thì các bạn kéo nó lên là về kéo lên là 12 luôn nha. Chúng ta nhấn run. Rồi bây giờ thì chúng ta vào đây. Đây này, mình mới xuất nó ra này. Các bạn click vào này. Đó thì nó nằm trên một cái file luôn, hai mặt trước mặt sau nó nằm trên một file luôn nha. Đó, các bạn tắt nó đi. Rồi các bạn sẽ gửi nguyên cái đám này này. Đó, các bạn gửi nguyên cái đám này này qua cho nhà in thì người ta sẽ in cho các bạn. Rồi còn một cái nữa là các bạn muốn đây này, các bạn muốn làm nó như này luôn này. À. Đó, các bạn muốn làm như thế này rồi để các bạn gửi cho khách hàng người ta xem thì trong trường hợp này thì mình có sử dụng cái mockup nha, thì các bạn lên Google này. các bạn vào mock. Đó, các bạn sẽ vào đây rồi các bạn vào những cái trang như này này. Đó. Đó, ví dụ như ở đây này, mình làm lấy mẫu này nha. Rồi các bạn nhấn download này. Rồi mình sẽ lấy cái mẫu này này. Đó, các bạn nhấn này. Các bạn click vào này. Rồi mình sẽ download nó về này. Đó, các bạn nhấn lưu lại này. Rồi mình sẽ vào đây. Mình sẽ open cái file này lên. Đó. Rồi nó sẽ như thế này. Tiếp theo thì các bạn sẽ click vào đây này, các bạn đúp chuột vào này. Đó. Thì nó sẽ tự động nó nhảy ra một cái file mới như thế này cho mình. Thì các bạn sẽ vào file. Từ đây. Các bạn sẽ vào cái các bạn sẽ click vào cái này. Rồi các bạn ấn giữ phím Shift Alt thì chúng ta phóng to nó lên. Rồi các bạn đánh Enter. Và các bạn nhấn Ctrl S. Đó, các bạn nhấn vào đây này, các bạn lưu nó lại này, rồi các bạn tắt nó đi. Đó, qua đây thì nó tự động nó add vào cho mình này.
Ở đây cũng vậy, các bạn click vào đây này. Đó, các bạn vào file. Rồi, các bạn ấn giữ phím Shift Alt để chúng ta phóng to nó lên. Rồi, các bạn nhấn Enter. Chúng ta tắt nó đi. Các bạn lưu lại. Đó, thì nó sẽ tự động nó add vào như thế này cho mình. Thì các bạn có thể lưu cái file này lại. Đó, các bạn đặt tên là name card. Chúng ta nhấn OK này. Đó. Rồi các bạn vào đây này. Đây. Đó thì các bạn có thể gửi cái file này qua cho khách hàng. Rồi như vậy thì mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn gửi file đi in cũng như là các bạn gửi file cho khách hàng người ta xem cái bản thiết kế của các bạn. Rồi các bạn mà có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại bình luận để sẽ giải đáp nha. Nếu thấy hay thì hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều.